sẵn sẵn cho mọi người. Đây là xếp 25 tấm. Đây là xếp 50 tấm. Mình đã được xếp sẵn cả các bạn. Tỉnh xếp xa ấy, thì cũng không sợ bị lụi trượt, chẳng may là thời tiết bị mưa ấy, thì mình cũng đừng lo nhé, bởi vì xếp đã đóng gói rất là cẩn thận rồi. Bên ngoài sẽ là một lớp bọc nữa. Đây mọi người nhé.